Trong năm 2023, thể thao thành tích cao của Nghệ An đã giành được những thành tích vô cùng ấn tượng, cả ở đấu trường trong nước và quốc tế, với hơn 440 huy chương các loại, bao gồm 137 huy chương vàng, 128 huy chương bạc và 173 huy chương đồng. Trong đó, có 3 huy chương vàng giành được ở các giải vô địch thế giới, 21 huy chương tại các giải châu Á, 14 huy chương tại các giải vô địch Đông Nam Á, 97 huy chương tại các giải vô địch quốc gia. Trong rất nhiều tấm huy chương, đáng tự hào nhất là huy chương vàng của vận động viên cầu mây Nguyễn Thị My ở các giải thể thao thế giới và châu Á. Ở giải vô địch cầu mây thế giới diễn ra vào tháng 7 năm 2023, Nguyễn Thị My cùng với các đồng đội đã bảo vệ thành công chức vô địch thế giới ở nội dung đồng đội tuyển 4 nữ. Còn tại ASEAN 2023, Nguyễn Thị My cùng với đồng đội giành tấm huy chương vàng lịch sử sau 17 năm kể từ ASEAN 2006. Ngoài ra, những vận động viên khác như vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh hay vận động viên lặn Nguyễn Trọng Dũng cũng đã giành được những tấm huy chương vàng đẳng cấp thế giới. Có thể tự hào khẳng định năm 2023 là năm thể thao Nghệ An đạt được thành tích ấn tượng nhất từ trước đến nay. Giải châu Á thì em đạt 2 huy chương vàng và giải thế giới em đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Còn ASEAN thì em đạt 1 huy chương vàng. Với thành tích đấy thì em cảm thấy từ lúc em tập đến giờ thì đó là thành tích tốt nhất trong một năm của em. Em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc những gì thầy cô giao và đạt thành tích cao nhất trong năm 2024. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị xây dựng một cái kế hoạch cho một cái giai đoạn mới. Và năm 2023 là năm đầu của giai đoạn. Thì trong năm 2023 thì với cái sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và chúng tôi cũng đã đạt được những cái thành tích ngoài mong đợi. Từ đại hội 2018 xong thì chúng ta đã chuẩn bị cho đại hội 2022 và 2026 hướng tới là 2030. Thì ở đây hết một cái giai đoạn đầu tiên thì chúng tôi thấy là cái lực lượng trẻ cũng như là cái vận động viên của các môn đã có những cái bước trưởng thành rất là tốt. Mong rằng là chúng ta sẽ xây dựng được một cái lực lượng mạnh cho cái đại hội lần thứ 10 2026. Bên cạnh thể thao thành tích cao, thể thao phong trào của Nghệ An cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp cho thành tích chung của thể thao tỉnh nhà. Trong đó, có những lớp năng khiếu nghiệp dư ở cơ sở. Đây cũng là cách làm độc đáo và hiệu quả của ngành thể thao Nghệ An, đang thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh và ngành văn hóa thể thao. Với tiềm năng sẵn có của con người xứ Nghệ, ngành thể thao Nghệ An đang xây dựng nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao và thể thao phong trào hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm 2024 này. Chúng tôi cần tập trung một số nhiệm vụ. Cái thứ nhất đó là tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh, trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành các cái chính sách, các cái chế độ liên quan đến các cái hoạt động thể dục thể thao. Cái thứ hai đó nữa là bám sát cơ sở để chỉ đạo hướng dẫn triển khai các cái nghị quyết, các cái chính sách mà đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tiếp tục chỉ đạo cái phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để hoàn thành tất cả các cái chỉ tiêu về người tập luyện thường xuyên, gia đình thể thao, các câu lạc bộ chủ thao đồng hành với đó cùng phối hợp và chỉ đạo các đơn vị đào tạo để hoàn thành các cái chỉ tiêu về thể thao thành tích cao, bám cái hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, tham mưu Ủy ban tỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp lần thứ 10 năm 2025. Năm 2016 trên phạm vi toàn tỉnh. Những thành tích đáng ghi nhận của các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh Nghệ An trong năm vừa qua có được một phần nhờ sự quan tâm của tỉnh thông qua các cơ chế chính sách ưu tiên đãi ngộ đối với những người làm thể thao. Bên cạnh sự nỗ lực hết mình của thầy và trò 21 đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh và sự đồng thuận của người dân tỉnh nhà, chắc chắn thể thao Nghệ An sẽ đạt được những thành tích cao hơn, ấn tượng hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo.